ngày 24 tháng 9, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang cho biết, số học sinh nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Kiên Hải, xã đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải, Kiên Giang đã ghi nhận 16 người. Đến thời điểm này, bệnh viện đã tiếp nhận và chuyển 16 ca học sinh nhập viện cấp cứu sau khi ăn cơm tại căng tin trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Kiên Hải. Theo thông tin ban đầu, sau bữa ăn cơm tại căng tin nhà trường vào ngày 23 tháng 9, một số học sinh của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Kiên Hải có triệu chứng nghi bị ngộ độc thực phẩm như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, sốt. Sau đó, ban giám hiệu và giáo viên đã đưa 12 học sinh của trường nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm. Cùng ngày, những em học sinh có ăn cơm tại căng tin được người nhà mua thuốc cho uống hoặc đưa đi khám tại Trung tâm Y tế huyện Kiên Hải. Đến chiều ngày 24 tháng 9, thêm 4 học sinh có triệu chứng tương tự nhập viện điều trị. Hiện, trong số 16 học sinh nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Kiên Hải, có một trường hợp được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang để theo dõi, điều trị do huyết áp xuống thấp. 3 trường hợp được gia đình xin chuyển viện cho vào đất liền tiếp tục điều trị. Huyện Kiên Hải đã thành lập đoàn kiểm tra y tế, tiến hành lấy mẫu thực phẩm tại căng tin nhà trường, gửi về tỉnh để xét nghiệm, xác định chính xác nguồn gốc, nguyên nhân gây ngộ độc. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên tại tỉnh Kiên Giang xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. Trước đó vào hồi tháng 11 năm 2023, cũng đã xảy ra vụ việc 50 học sinh tại trường tiểu học nhập viện sau bữa ăn cơm trưa. Theo đó, chiều tối ngày 15 tháng 11, lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Kiên Giang cho biết, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, đơn vị có tiếp nhận hơn 50 học sinh của trường tiểu học Trần Văn Ơn và trường tiểu học Mạc Đình Chi trên địa bàn Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang trong tình trạng nôn ói, tiêu chảy. Trong đó có hơn 20 em tụt huyết áp. Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ bệnh viện chẩn đoán nghi bị ngộ độc thực phẩm trong nhà trường. Bác sĩ chuyên khoa 2 Danh Tý, phó giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang cho biết, do có dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm nên đã yêu cầu nhà trường phải niêm phong toàn bộ thức ăn để cơ quan chức năng đến kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân. Theo lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Kiên Giang, lúc đầu có khoảng 6 em học sinh được cha mẹ chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng sau đó, lãnh đạo hai trường tiểu học đã gọi điện nhờ bệnh viện hỗ trợ phương tiện vì có quá nhiều học sinh bị đau bụng và nôn ói. Bệnh viện đã nhờ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang hỗ trợ điều 6 xe cấp cứu đến trường để chở 50 em học sinh vào cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang. Theo bác sĩ Danh Tý, đa số các em nhập viện đều bị đau bụng và ói. Trong đó có khoảng 20 em học sinh do ói nhiều nên bị hạ huyết áp. Bệnh viện phải truyền dịch chống sốc. Đến 19 giờ cùng ngày, sức khỏe các em học sinh cơ bản đã ổn định. Bác sĩ Danh Tý cho biết thêm, sau khi huy động lực lượng toàn bộ bệnh viện bao gồm bác sĩ điều dưỡng, nữ hộ sinh đến hỗ trợ, thì sau gần 2 tiếng, những em điều trị chống sốc cơ bản đã ra khỏi chống sốc, bớt ói. Tới thời điểm này, chưa có ca nào diễn tiến đe dọa tử vong. Theo các em học sinh, bữa ăn trưa có món mì thịt băm và súp, nhưng thịt có mùi hôi so với mọi ngày. Lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Kiên Giang và các đơn vị liên quan tập trung hỗ trợ, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho em học sinh kể trên. Đồng thời, UBND tỉnh Kiên Giang đã yêu cầu lãnh đạo các nhà trường báo cáo về tình hình vụ việc để tìm hiểu rõ nguyên nhân, có hướng xử lý kịp thời. Theo các chuyên gia y tế, thời tiết nắng nóng, thức ăn sẽ bị hỏng và ôi thiêu, đặc biệt là thức ăn không có nguồn gốc rõ ràng sẽ khiến bị ngộ độc thực phẩm. Chẩn đoán ngộ độc thực phẩm căn cứ trước hết là hoàn cảnh xảy ra liên quan đến ăn uống. Một số biểu hiện cần nghĩ tới ngộ độc thực phẩm như đau bụng, có thể đau nhẹ hay đau vừa hay đau dữ dội, nôn mửa, tiêu chảy, sốt hoặc sốt cao, đau đầu chóng mặt. Bên cạnh nhiễm độc có thể xảy ra sau 5-10 phút đến vài giờ, thậm chí hàng ngày sau bữa ăn. Nếu là bữa ăn nhiều người cùng ăn thì việc có từ 2 người trở lên cùng ăn các loại thức ăn giống nhau, cùng bị bệnh và có triệu chứng giống nhau sẽ giúp khẳng định chẩn đoán bị ngộ độc thực phẩm. Tìm hiểu chi tiết các thực phẩm mà bệnh nhân đã ăn trong 24 giờ trước, xác định những thực phẩm nghi ngờ chứa mầm bệnh là cần thiết trong quá trình chẩn đoán. Điều đặc biệt quan trọng là nếu có thể, nhất là trong các vụ ngộ độc hàng loạt, cần tìm cách thu thập các mẫu thức ăn, đồ uống mà bệnh nhân đã dùng để chuyển tới phòng xét nghiệm tìm hiểu nguyên nhân. Liên quan giữa giờ ăn uống và giờ phát bệnh cũng rất quan trọng cho việc lập luận chẩn đoán như nhiễm độc do độc tố tụ cầu trong thức ăn thường có biểu hiện sớm sau một vài giờ. Nhiễm khuẩn thì triệu chứng thường xảy ra muộn hơn sau 6 đến 12 giờ hoặc lâu hơn. Nhiễm độc do hóa chất thì lại càng phức tạp hơn. Những triệu chứng xảy ra thường sớm có thể ngay sau khi ăn 5 đến 10 phút và bệnh cảnh thường là nặng nề. Ngộ độc thực phẩm hay còn gọi là ngộ độc thực ăn, đây là tình trạng gây ra do ăn hoặc uống phải thực ăn, nước uống bị nhiễm khuẩn, nhiễm độc hay các loại thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn, virus gây bệnh.
bị biến chất, ôi thiêu, có chất bảo quản, chất phụ da. Ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật, vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm men và nấm mốc. Ngộ độc thực phẩm có thể do thức ăn bị biến chất, ôi thiêu. Một số loại thực phẩm khi để lâu hoặc bị ôi thiêu thường phát sinh ra các độc chất, dầu, mỡ dùng đi dùng lại nhiều lần. Các triệu chứng khiến cho người bệnh phải đi cấp cứu và bác sĩ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm bao gồm: người bệnh bị đau bụng, co thắt dạ dày, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc tiêu chảy kéo dài hơn 3 ngày, sốt, xuất hiện dấu hiệu mất nước bao gồm ít hoặc không đi tiểu, miệng và cổ họng rất khô hoặc cảm thấy chóng mặt khi đứng lên. Để tìm hiểu rõ về các dấu hiệu cũng như cách xử trí khi bị ngộ độc thực phẩm, sau đây hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ chuyên gia. Ngộ độc thực phẩm hay là ngộ độc thức ăn là cái tình trạng người bệnh bị trúng độc hay là ngộ độc đồ ăn thức uống. Mà những thức ăn đồ uống này thì có do nhiễm khuẩn hoặc là cái tình trạng bị biến chất hay là ôi thiêu hay là quá sử dụng các cái chất phụ gia hoặc là các cái chất bảo quản mà quá liều lượng cho phép thì sẽ gây ra cái tình trạng ngộ độc thực phẩm. Các cái dấu hiệu nhận biết thì sau khi mà người bệnh bị ngộ độc thì có thể xuất hiện sau vài giờ hoặc là vài ngày. Các cái triệu chứng thì các cái dấu hiệu từ nhẹ đến nặng, nhưng thông thường thì có thể là các cái triệu chứng như là đau bụng, nôn, buồn nôn, sốt hay là tiêu chảy. Và các cái dấu hiệu này thì nó cũng rất dễ nhầm với các cái bệnh lý tiêu hóa khác như là viêm dạ dày hay là viêm ruột thừa. Tùy theo cái mức độ ngộ độc thực phẩm từ nhẹ đến nặng mà có thể là có cái cách xử trí. Ví dụ như trong các cái trường hợp mà mình đánh giá là ngộ độc mức độ nhẹ thì mình có thể dùng các biện pháp ví dụ như là gây nôn. Thì trong cái trường hợp mà bệnh nhân vẫn còn tỉnh táo và đặc biệt là bệnh nhân khi mà ngộ độc thực phẩm người ta muốn nôn thì mình có thể dùng nước muối pha loãng, nước muối 9/1000, sau đấy là dùng tay hay mình cái cách là hay gọi là như là kích thích vào cái vùng cuống lưỡi gần họng giống như cái động tác móc họng ấy để gây cái cảm giác kích thích nôn cho bệnh nhân nôn ra và nôn được càng nhiều càng tốt. Nhưng mà đối với cách này thì mình phải lưu ý rằng là trong các cái trường hợp mà bệnh nhân mà không còn tỉnh táo, hôn mê thì mình không được áp dụng. Và đặc biệt là đối với trẻ nhỏ thì mình cũng phải cẩn thận bởi vì dễ gây sốc họng của trẻ em. Và khi mà động tác gây nôn như thế thì phải cho bệnh nhân nằm ngửa, tránh nằm ngửa, phải nằm nghiêng để tránh cái nước hay là nó sặc vào đường thở. Người bệnh thì sau khi ngộ độc thì cũng cần được nghỉ ngơi và bù nước điện giải, đặc biệt là mình nên cho bệnh nhân sử dụng uống Orezo tại nhà. Còn trong các cái trường hợp mà thấy bệnh nhân có các cái dấu hiệu ví dụ như là tụt huyết áp, thấy bệnh nhân vã mồ hôi, chân tay lạnh hay là bồn chồn lo lắng hoặc là choáng ngất hay là các cái trường hợp như là rối loạn nhịp tim thì lúc đấy mình cần phải đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời. Để phòng ngộ độc thực phẩm, chúng ta cần phải cẩn trọng trong khâu lựa chọn, chế biến thực phẩm sẽ giúp bạn bảo vệ chính bản thân và những người thân trong gia đình trước nguy cơ gặp phải vấn đề sức khỏe như trên. Cụ thể như chọn mua thực phẩm tươi sống, còn hạn sử dụng, có xuất xứ rõ ràng, bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ phù hợp, không để lẫn thực phẩm sống với thức ăn chín, ăn uống hợp vệ sinh, không ăn thức ăn sống hay nấu chưa chín kỹ, không ăn thức ăn để qua đêm, đảm bảo dụng cụ chế biến thức ăn cũng như nơi chế biến thức ăn phải sạch sẽ. Đặc biệt, không ăn những loại thực phẩm không biết rõ về nguồn gốc, chủng loại, nhất là những cây thảo dược, nấm vì có thể gây ngộ độc thực phẩm.